Gợt đèn, tác giả của Định Lý Bất Toàn nổi tiếng. Ông từng chủ trương xây dựng một nền triết học và thần học chính xác mà ông gọi là triết học và thần học khoa học. Dựa trên phương pháp tiết đề và sử dụng ngôn ngữ logic toán học. Để làm gương, Gödel đã tiến hành một thử nghiệm nhằm giải quyết một bài toán siêu hình học rất khó và điển hình bằng phương pháp tiết đề, và ông đã thành công. Sau đó ông chỉ ra rằng, đó là con đường đúng đắn của triết học siêu hình trong tương lai. Ngày nay, khoa học đã cung cấp cho chúng ta nhiều phương tiện và nhiều cách tiếp cận với thế giới siêu hình. Đã đến lúc việc nghiên cứu các hiện tượng siêu hình cần phải được thực hiện trên nền tảng khoa học chính xác. Nghĩa là phải xây dựng một siêu hình học khoa học. Xây dựng nền tảng khoa học cho siêu hình học. Tác giả: giáo sư Phạm Việt Hưng. Trong hơn 2 thiên niên kỷ qua, đặc biệt trong những thế kỷ gần đây, siêu hình học được xem như một lĩnh vực triết học nghiên cứu các hiện tượng siêu hình, những hiện tượng phi vật lý hoặc vượt quá vật lý. Theo nghĩa là những hiện tượng không thể giải thích được bằng khoa học vật chất. Nhưng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 20 dẫn tới những thay đổi triệt để trong nhận thức về vũ trụ và sự sống. Trong đó, sự ra đời của khái niệm thông tin buộc khoa học phải mở rộng tầm nhìn và thực tại, chấp nhận không chỉ vật chất mà cả những thực thể phi vật chất cũng nằm trong đối tượng nghiên cứu của khoa học. Vì thông tin là một thực thể phi vật chất. Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu về siêu hình học cũng không còn nằm trong biệt phủ của triết học nữa, mà đã xâm nhập sang lãnh địa khoa học. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một lý thuyết nào về các hiện tượng siêu hình được coi là một khoa học thực sự. Trừ một số trường hợp rất đặc biệt, đó là một chứng minh toán học của Gödel, tác giả của Định Lý Bất Toàn nổi tiếng về sự hiện hữu của thực thể siêu hình cao nhất mà nền văn hóa Tây Phương thường gọi là Chúa. Gödel sinh ra và lớn lên ở Áo, học giỏi tất cả các môn, đặc biệt các môn về ngôn ngữ và khoa học chính xác. Tuổi sinh viên, Gödel chứng kiến cơn lốc của chủ nghĩa Hilbert, một chủ nghĩa có tham vọng giải thích tất cả mọi thứ trong toán học. Nhưng trực giác mách bảo Gödel rằng đó là một ảo tưởng, và ông quyết tâm chứng minh trực giác của mình là đúng. Năm 1934, ông đã cho cộng đồng toán học thế giới sửng sốt khi công bố Định Lý Bất Toàn chứng minh chủ nghĩa Hilbert ra. Năm 1940, Gödel cùng vợ là Adele di cư sang Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton và trở thành đồng viện của Albert Einstein. Tại đây, một tình bạn tri kỷ vong niên đã nảy nở giữa hai thiên tài Einstein và Gödel. Tuy nhiên, họ khác nhau trong quan điểm về thế giới siêu hình. Khi được hỏi liệu ngài có tin vào sự sống đời sau, Einstein đã trả lời: "Không, đối với tôi, một cuộc sống là đủ rồi." Nhưng với Gödel, nếu thế giới được xây dựng một cách hợp lý và có ý nghĩa thì ắt phải có sự sống đời sau. Nếu Einstein có đức tin phiếm thần thì Gödel là người có đức tin hữu thần. Gödel theo đạo Tin Lành. Đức tin của Gödel là một đức tin của lý trí. Ông muốn dùng trí tuệ khoa học sắc bén của mình để chứng minh niềm tin của mình là đúng đắn, phù hợp với logic. Ông cho rằng có thể xây dựng một lý thuyết triết học và thần học khoa học chính xác dựa trên phương pháp tiền đề. Trong đó, sử dụng thứ ngôn ngữ tiết kiệm và chính xác nhất là logic toán. Ông dự đoán điều này sẽ trở thành hiện thực trong vòng 100 năm sau. Và đó sẽ là thành quả lớn lao nhất của khoa học. Thật vậy, ông nói. Có một triết học và thần học khoa học chính xác liên quan đến các khái niệm trừu tượng cao cấp nhất. Và đó cũng là thành quả cao nhất đối với khoa học. Để làm gương, Gödel đã tiến hành một thử nghiệm táo bạo, áp dụng phương pháp tiên đề và sử dụng ngôn ngữ logic toán để chứng minh sự hiện hữu của Chúa. Toàn bộ chứng minh gồm 5 tiên đề, 3 định nghĩa và 4 định lý, trong đó định lý cuối cùng khẳng định rằng Chúa tồn tại. Để hiểu chứng minh của Gödel, bắt buộc phải có kiến thức về logic toán. Tuy nhiên, phụ đồ ngột kèm theo bài viết này cung cấp những khái niệm cơ bản và tối thiểu chứng minh của Gödel. Qua đó, có thể thấy ý nghĩa và lịch sử hình thành của chứng minh đó. Điều thú vị là, năm 2013,
hai nhà khoa học computer là Christoph Benbuller thuộc Đại học Tự do ở Berlin và Bruno Wurzenrosel Patrio thuộc Đại học Kỹ thuật Việt Nam đã biến chứng minh của cô Dell thành một chương trình computer và cho chạy thử. Kết quả hoàn toàn mỹ mãn. Kết quả này đã được công bố trên các tạp chí khoa học computer có uy tín lớn như AS của Đại học Harvard, Computer Sensor của Đại học Cornell dưới tựa đề Hình thức hóa, cơ giới hóa tự động hóa chứng minh của Cornell về sự hiện hữu của Chúa. Nếu định lý bất toàn từng làm cho toàn thế giới sửng sốt biết đến chàng thanh niên 25 tuổi của Dr. Gardell, thì công trình khoa học computer của Benbuller của Palio càng làm cho cái tên của Dr. Gardell trở thành độc đáo vì hóa ra phương pháp tiên đề và logic toán học có thể trở thành một vũ khí rất hữu hiệu trong việc giải quyết những bài toán của siêu hình học. Đó là một bài học quý, đặc biệt đối với những nghiên cứu về tiềm năng con người, những tiềm năng siêu hình mà các khoa học vật chất không giải thích được. Bài học đó gợi cho chúng ta một cách nghĩ mới, thay vì cố giải thích các hiện tượng siêu hình bằng khoa học vật chất, nên chăng thừa nhận những sự thật khách quan siêu hình ghi nhận được như những tiền đề, từ đó xây dựng một hệ thống lý thuyết phản ánh đúng thực tế. Nhưng trước khi bạn đến một hệ tiên đề như thế, cần xác định lại một cách rõ ràng khái niệm siêu hình học. Siêu hình học là tên một trong bốn tác phẩm chủ yếu của Aristotle, nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Tuy nhiên, bản thân Aristotle không gọi cuốn sách của mình là Metaphysics mà gọi là Fit Philosophy hay triết học đầu tiên. Sau này một người có tên là Andronicus ở Rhodes, sinh vào khoảng năm 60 trước công nguyên. Trong quá trình tập hợp và biên tập sách của Aristotle thành những sách như ngày nay ta thấy, đã đặt tên cuốn triết học đầu tiên của Aristotle thành Metaphysics. Với ngụ ý, đây là cuốn sách ra đời sau cuốn vật lý học của Aristotle. Thật vậy, chữ Metaphysics bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có ý nghĩa nguyên thủy là Metaphysics bằng Met, tiền tố Meta. Ở đây có nghĩa là công trình. Metaphysics của Aristotle ra đời sau công trình của Aristotle về vật lý. Tuy nhiên, theo thời gian, nghĩa của chữ Metaphysics bị biến đổi dần. Theo Wikipedia, vào thế kỷ thứ 13, nhà triết học lừng danh có ảnh hưởng lớn đến triết học và khoa học sau này là Thomas Aquino, một linh mục người Ý được phong thánh, đã mô tả Metaphysics như những lĩnh vực chúng ta nghiên cứu sau khi đã làm chủ được các khoa học về thế giới vật lý. Theo đó, trong những thế kỷ tiếp theo, các học giả bắt đầu sử dụng thuật ngữ Metaphysics theo nghĩa lĩnh vực nghiên cứu những thứ vượt quá vật lý. Kể từ đó, tiền tố Meta không còn giữ nguyên ý nghĩa nguyên thủy của nó nữa, mà mang một ý nghĩa mới là siêu, nghĩa là vượt quá, cao hơn hay bên trên. Từ đó ra đời những thuật ngữ hiện đại như siêu toán học, siêu ngôn ngữ, siêu sinh lý học. Tóm lại, Meta nghĩa là nguyên thủy, là sau hay hậu. Nhưng ngày nay được hiểu là siêu, và do đó siêu hình học ngày nay được hiểu là lĩnh vực nghiên cứu những hiện tượng siêu vật lý, siêu vật chất, tức là những hiện tượng không tuân thủ các định luật vật lý. Theo truyền thống, những hiện tượng không giải thích được bằng khoa học thường được coi là phép lạ. Hoàn toàn không cường điệu khi nói rằng các hiện tượng siêu hình chính là các phép lạ, từ các phép lạ nhỏ đến phép lạ lớn. Nhưng phải chăng khoa học hoàn toàn bất lực trước các phép lạ? Để trả lời câu hỏi này, phải xem lại khoa học là gì. Từ trước đến nay, ta vẫn thường quan niệm khoa học là các khoa học vật chất như vật lý, hóa học, sinh học. Trong đó, các đối tượng được quan sát các vật thể và vật chất hữu hình, bao gồm vật chất và năng lượng. Một cách tổng quát, vật chất hữu hình là những đại dương có mặt trong công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Cái gì không có mặt trong công thức đó sẽ không phải là vật chất, và do đó sẽ được coi là thực thể siêu hình. Thí dụ, thông tin không phải là vật chất vì nó không có mặt trong công thức đó. Thực ra, bản thân công thức đó là một thông tin vũ trụ, nhưng công thức đó và những thực thể có mặt trong công thức đó là hai khái niệm khác nhau. Bây giờ nếu mở rộng khái niệm khoa học sang phạm vi rộng lớn hơn như logic học thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Bởi logic học cho phép xử lý những đối tượng phi vật chất,
những đối tượng trừu tượng. Thực tế, khoa học ngày nay thường xuyên phải xử lý một đối tượng phi vật chất là thông tin. Thực tế này hối thúc khoa học phải mở rộng thế giới quan từ thế giới vật chất thuần túy sang thế giới phong phú rộng lớn hơn, bao gồm cả vật chất lẫn phi vật chất, cả thực thể hữu hình lẫn siêu hình. Trong bối cảnh này, lý thuyết thông tin và khoa học logic trở thành cây đuốc thần giúp khoa học tiếp cận với thế giới siêu hình và xử lý các hiện tượng khách quan ghi nhận được trong thế giới đó. Từ đó xây dựng nên một nền tảng khoa học mới, nền tảng của siêu hình học khoa học. Nhận thức này dựa trên một thế giới quan mới cho rằng vũ trụ bằng vật chất cộng năng lượng hay hữu hình cộng thông tin siêu hình. Khoa học đã biết khá nhiều về thế giới hữu hình, nhưng hầu như chưa biết gì về thế giới siêu hình. Tại sao vậy? Phải chăng vì phương pháp tiếp cận không phù hợp? Một trong những thực thể siêu hình dễ thấy nhất nhưng khó giải thích nhất là ý thức. Mọi nỗ lực giải thích ý thức đều thất bại. Ngày 18 tháng 8 năm 2016, tạp chí Scientific American công bố bài báo Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức của John Hogan. Trong đó, dẫn lời nhà vật lý toán giỏi nhất thế giới hiện nay là Edward Winton, khẳng định khoa học không thể khám phá ra bản chất của ý thức. Để tìm hiểu sự thật này, xin đọc phụ lục 2. Khái niệm khoa học đang nói ở đây là khoa học vật chất. Nếu khoa học vật chất không thể phá vỡ được bí mật của ý thức, thì làm sao có thể giải thích được những hiện tượng liên quan chặt chẽ đến ý thức như chữa bệnh siêu hình, chữa bệnh bằng ngoại cảm, chữa bệnh từ xa, chữa bệnh bằng thông tin, chữa bệnh bằng thôi miên. Vậy hãy tìm hiểu kỹ hơn khái niệm siêu hình. Như chúng ta vừa thấy trong phần lịch sử siêu hình học ở trên, khái niệm siêu hình học ngày nay được dùng để mô tả những nghiên cứu về những thực thể phi vật lý hay những hiện tượng lạ lùng thần thông kỳ bí như phép lạ. Thí dụ thuật ngữ chữa bệnh siêu hình đã được sử dụng để mô tả hiện tượng chữa bệnh không dùng thuốc hoặc chữa bệnh từ xa, chữa bệnh bằng thông tin. Như trường hợp của ông Bruno Gröning ở Đức những năm 1940-1950 hoặc của Nguyễn Đức Cần ở Việt Nam những năm 1960-1970 và của nhiều nhà chữa bệnh đáng kính khác không thể kể tên hết ở đây. Về mặt lý thuyết, cho đến nay siêu hình học vẫn được coi là một ngành của triết học. Nhưng những bài toán thực tế hối thúc các nhà khoa học tìm lời giải thích cho logic cho các hiện tượng siêu hình. Do đó, siêu hình học đã lan sang lĩnh vực khoa học và hình thành nên một khái niệm mới là khoa học về những hiện tượng siêu hình, mà nhiều người và nhiều sách báo thường gọi là khoa học ngoại cảm. Mặc dù khoa học ngoại cảm được rất nhiều người ủng hộ vì có những bằng chứng thực tế không thể chối cãi, nhưng vẫn bị không ít người khác nghi ngờ. Những người này là những người không có trải nghiệm về các hiện tượng siêu hình, có một tầm nhìn hạn hẹp về khoa học. Thậm chí họ coi khoa học ngoại cảm là một thứ giả khoa học. Nhưng bất chấp những nghi ngờ đó, sự thật vẫn có sức mạnh của nó. Nếu tư chí cơ bản của khoa học là tôn trọng sự thật khách quan, thì những hiện tượng ngoại cảm phải được coi là đối tượng nghiên cứu của khoa học. Và khoa học nghiên cứu những hiện tượng này chính là khoa học về những hiện tượng siêu hình. Các hiện tượng siêu hình không tuân thủ các định luật vật chất, do đó cần có một hệ tiền đề mới của nó, mà chúng ta sẽ gọi là hệ tiền đề cho khoa học về các hiện tượng siêu hình. Các hiện tượng siêu hình trong việc chữa bệnh, trong các hiện tượng thần giao cách cảm, trong các lời tiên tri ngắn hạn vẫn tiếp tục xảy ra và tiếp tục làm kinh ngạc những nhà khoa học chân chính, những người bám sát tiêu chí cơ bản của khoa học là tôn trọng hiện thực khách quan. Vì thế, trong video này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ siêu hình học cho khoa học hoặc khoa học về các hiện tượng siêu hình để chỉ môn khoa học nghiên cứu tất cả những thực thể phi vật lý và hiện tượng siêu hình, bao gồm các hiện tượng ngoại cảm, các hiện tượng bí ẩn về tiềm năng của con người. Bản thân thuật ngữ metaphysics đã hàm ý siêu vật lý vượt quá vật lý. Vậy, vật lý học có thể giải quyết những bài toán vượt quá vật lý hay không? Một cách logic, câu trả lời là không. Quả thật, một khoa học thuần túy vật lý làm sao có thể trả lời những câu hỏi thuộc về thế giới phi vật lý? Đó chính là bế tắc của sinh học tiến hóa trước câu hỏi về nguồn mã DNA. Tại sao?
vì mã DNA là thông tin, một thực thể phi vật chất, trong khi sinh học tiến hóa là sinh học thuần túy vật chất. Một khoa học thuần túy vật chất làm sao có thể trả lời một câu hỏi về nguồn gốc của một thực thể phi vật chất như thông tin? Tiếp tục điều này là hiển nhiên, vì vật chất không thể sản sinh ra phi vật chất. Nhưng các nhà sinh học tiến hóa không muốn hiểu. Họ vẫn giữ vững niềm tin cho rằng, các phản ứng hóa học rốt cuộc sẽ tạo ra thông tin của sự sống. Đó là một ảo tưởng hão huyền. Thực tế, những việc chữa bệnh nói trên không phải là mới mà đã từng diễn ra trong lịch sử. Trong quá khứ, những kiểu chữa bệnh này được gọi là phép lạ. Có một cuốn sách nổi tiếng ghi lại rất nhiều phép lạ, đó là cuốn Kinh Thánh Tân Ước hoặc sách Phúc Âm. Sách này kể lại rất nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm để chữa lành bệnh cho rất nhiều người bệnh, bao gồm nhiều loại bệnh khủng khiếp mà bệnh nhân chỉ cho chết hay thậm chí đã chết. Điều rất đáng chú ý là khi người bệnh được chữa lành và bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Chúa Giêsu luôn nói với họ rằng chính đức tin của họ đã cứu họ. Và sau đây xin kể một trường hợp điển hình. Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ, có một ông trưởng hội đường tên là Giai-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm. Bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến táng giả bại sản mà vẫn tiệt mất tật mang, lại còn thêm nặng lạc khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông tiến về phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc máu cập lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo của tôi?" "Các môn đệ thưa." "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà lại sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã chữa lành con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Ông Bruno Gröning, một nhà chữa bệnh bằng tâm linh rất nổi tiếng ở Đức những năm 1940-1950, cũng đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin của bệnh nhân. Ông tuyên bố: "Không có bệnh nào là không thể chữa được." Và ông coi đức tin là điều kiện đầu tiên để bệnh nhân được chữa lành. Tại sao đức tin lại có sức mạnh lạ lùng đến như thế? Bản chất của đức tin là gì? Theo cách nói của ông Bruno Gröning, đức tin là sự kết nối giữa người bệnh với Chúa. Vậy Chúa là gì? Nếu không phải là một trung tâm thông tin có khả năng điều chỉnh mọi hoạt động của vũ trụ và sự sống, đưa mọi trạng thái hỗn loạn về trật tự. Dù tin hay không tin vào những phép lạ chữa bệnh, bất kỳ ai có tinh thần trung thực cũng phải đều kinh ngạc khi được chứng kiến những cảnh tượng hàng vạn người ở Đức những năm 1940-1950 kéo đến ông Bruno Gröning để xin ông chữa bệnh cho họ. Điều tương tự cũng xảy ra ở Việt Nam trong những năm 1960-1970 với cụ Nguyễn Đức Cận. Thực tế này đã làm cho nhiều người rất ngỡ ngàng và nhận ra rằng việc chữa bệnh bằng phương pháp lạ siêu hình là có thật, hoàn toàn khác với những trường hợp lừa gạt, mê tín dị đoan. Trong bối cảnh đó, trên thế giới và Việt Nam, nhiều nhà khoa học đã lao vào nghiên cứu những phép lạ siêu hình và mong tìm ra được một cơ sở khoa học ẩn giấu bên dưới những phép lạ đó. Ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Hoàng Phương và NNC Nguyễn Phúc Giác Hạ là hai trong số những nhà khoa học đi tiên phong trong việc nghiên cứu này. Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương vận dụng lý thuyết tập mờ để giải thích hiện tượng siêu hình. Ý của ông là phải từ bỏ logic cổ điển cho rằng một sự kiện chỉ có thể đúng hoặc sai. Thực tế cho thấy một sự kiện có thể đúng theo một xác suất nào đó. NNC Nguyễn Phúc Giác Hải nghiêng về hướng tìm một trường sinh học bao quanh sự sống, hy vọng tìm ra những tương tác thông qua trường này.
rất nhiều tác giả khác cũng đã, đang và sẽ được nêu lên để giải thích các hiện tượng siêu hình. Nhưng đến nay, hầu như chưa có một giả thuyết nào đủ sức thuyết phục, bởi các lý thuyết không thể kiểm chứng bằng cách thực hiện các thí nghiệm lặp lại về vật lý hoặc hóa học. Vì thế, lĩnh vực chữa bệnh siêu hình vẫn tiếp tục siêu hình, chưa được coi là khoa học. Này đã đến lúc cần phải có một cách nhìn mới, tìm ra một con đường mới có khả thi hơn để xây dựng một nền tảng khoa học cho các hiện tượng siêu hình nói chung và việc chữa bệnh siêu hình nói riêng. Thật vậy, quan sát thực tế, mặc dù có rất nhiều nỗ lực giải thích các hiện tượng siêu hình bằng khoa học, nhưng chưa có giải thích nào thực sự thành công, mặc dù kết quả thực tế của việc chữa bệnh siêu hình đã rất rõ ràng. Vậy xin nêu lên một hướng đi mới. Thay vì cố gắng giải thích bản chất của các hiện tượng siêu hình, nên chăng thừa nhận những thực tế quan sát được từ những tiền đề, từ đó xây dựng một hệ thống logic dựa trên hệ tiền đề đó để có một hệ thống siêu hình học khoa học, tương tự như cách mà cô Dell đã làm đối với bài toán chứng minh sự hiện hữu của Chúa. Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, có thể trở thành một hướng nghiên cứu khả thi đối với các hiện tượng siêu hình, các hiện tượng vốn dĩ không tuân thủ các định luật vật lý. Ý tưởng này được gợi ý từ cô Dell, như đã nói ở trong phần dẫn nhập, nhưng cũng chính là cách ứng xử khôn ngoan của vật lý học hiện đại. Thật vậy, ngay trong vật lý học cũng có những sự kiện không thể giải thích được bằng vật lý. Nhưng các nhà vật lý đã khôn ngoan không cố giải thích những hiện tượng đó, mà thừa nhận nó như một hiện tượng khách quan, coi như một tiền đề mới của vật lý học, không cần và không thể tranh cãi, rồi ứng dụng những tiền đề đó để xây dựng những hệ vật lý mới. Thí dụ điển hình là hiện tượng tương tác ma quái, đã được thừa nhận như một tiền đề để ứng dụng trong việc truyền thông tin tức thời. Theo định lý bất toàn của Curator Gardel, trong bất kỳ hệ logic nào có thể biểu diễn thông qua số học, luôn luôn tồn tại những sự thật bất khả quyết định, những sự thật không thể chứng minh và cũng không thể bác bỏ. Vậy, sự tồn tại của những hiện tượng siêu hình không thể giải thích được bằng khoa học chính là thí dụ điển hình minh họa cho định lý của Dell. Một nền khoa học đích thực trước hết phải tôn trọng những hiện tượng đó, xác nhận đó là những sự thật tồn tại khách quan. Đây là điều kiện đầu tiên để xây dựng một lý thuyết khoa học cho những hiện tượng siêu hình, từ đó đi đến khẳng định. Thế giới hiện thực không chỉ có các thực thể hữu hình, mà còn có những thực thể siêu hình. Thế giới hiện thực không chỉ có những thực thể vật chất, mà còn có thực thể phi vật chất. Thế giới hiện thực không chỉ có những thực thể có thể nhận biết thông qua giác quan, mà còn có những thực thể không thể nhận biết được qua các giác quan. Chữ thực thể là một khái niệm triết học chỉ tất cả những gì tồn tại khách quan. Trước đây, tất cả những gì tồn tại khách quan đều được coi là vật chất. Nhưng ngày nay, cách hiểu đó không còn đúng nữa. Những thứ không phải là vật chất nhưng tồn tại khách quan, như thông tin, ý thức cũng được coi là những thực thể. Tóm lại, thực thể là những gì tồn tại khách quan hoặc có thật. Tuy nhiên, dù là vật chất hay phi vật chất, hữu hình hay siêu hình, thế giới vẫn là một. Vật chất và phi vật chất là hai mặt đối lập nhưng thống nhất trong cùng một bản chất. Đó là những thực thể tồn tại khách quan trong một vũ trụ. Thực thể hữu hình và thực thể siêu hình là hai mặt đối lập nhưng thống nhất cùng một bản chất. Đó là những thực thể tồn tại khách quan trong cùng một vũ trụ. Kết luận trên rất quan trọng vì nó khẳng định bản chất hiện thực khách quan của các thực thể siêu hình. Mặt nền khoa học trước đây, khoa học truyền thống thuần túy vật chất không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Bản chất đó được mô tả trong các mô hình vũ trụ sau đây. Chiếc đồng hồ Newton, quyết định luật Laplace, còn lắp phổ cầu. Để chứng minh trái đất quay quanh trục, Leo phổ cầu đã tạo ra con lắc nổi tiếng mang tên ông. Một con lắc đã đi vào lịch sử với quả lắc bằng chì bọc đồng nặng 28 kg, được treo bởi một sợi dây thép 67 m, treo đúng giữa đỉnh mái vòm của điện Pantheon, Paris. Mặt phẳng dao động của con lắc cố định, nhưng trái đất quay quanh trục, nên kết quả con lắc vẽ ra trên một nền nhà một hình bánh xe nan hòa. Tại sao mặt phẳng dao động cố định? Giải thích của Park:
Lực quán tính tác động lên con lắc là tổng hợp lực của toàn bộ vũ trụ lên nó, giữ cho con lắc có mặt phẳng dao động vô định. Có nghĩa là trong mỗi điểm trong vũ trụ có một mối liên kết chặt chẽ với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ. Phương trình trong lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein: lý thuyết Big Bang, nguyên tử nguyên thủy, điểm kỳ dị; lý thuyết trường thống nhất, lý thuyết thống nhất vật lý, lý thuyết về mọi thứ; mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản; lý thuyết ảnh toàn ký, thông tin về một sự vật được ghi lại trên từng điểm của sự vật. Khác với Tây Phương, các nhà hiền triết phương Đông cổ đại không tìm cách chứng minh vũ trụ nhất thể, mà tin rằng vũ trụ nhất thể là cái gốc của vạn vật. Nói cách khác, Đông Phương cổ đại coi vũ trụ nhất thể là một tiên đề của mọi nhận thức. Không có tiên đề đó thì không thể nhận thức được vạn vật. Vũ trụ nhất thể của Đông Phương được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Dịch gọi là Thái Cực, Lao giáo gọi là Đạo. Bản thân chữ Đạo trong tiếng Hán là một từ hội ý, và những ý hội thành chữ Đạo cho thấy ý nghĩa của nó là cái gốc của vũ trụ, là cái toàn thể của vũ trụ, cái thâu tóm và thống nhất vạn sự trong cái một. Tóm lại, Đạo chính là tư tưởng nền móng của vũ trụ nhất thể. Tư tưởng của Đạo cũng như Thái Cực đã được sơ đồ hóa dưới dạng Thái Cực Đồ. Tuy Đạo hay Thái Cực của Đông Phương có những điểm tương đồng với vũ trụ nhất thể của Tây Phương, nhưng Đạo hay Thái Cực rộng lớn hơn và phong phú hơn bởi hai lẽ. Một, nó không chỉ bao gồm vật chất mà còn bao gồm cả những gì được coi là phi vật chất hoặc siêu hình. Nói cách khác, nó bao gồm tất cả những gì mà giác quan và tư tưởng có thể nhận thức được. Hai, thay vì phân chia vũ trụ thành những phân tử, nguyên tử hay hạt cơ bản, sóng, năng lượng, vũ trụ Đông Phương chỉ chú trọng tới yếu tố căn bản nhất, đó là sự vận động cân bằng được gọi là cân bằng âm dương. Mọi sự thái quá đều trái đạo và do đó sẽ phải trở về với cân bằng. Trong đó, âm và dương không loại trừ nhau, ngược lại bổ sung cho nhau. Đó là lý do để Niels Bohr, nhà vật lý nguyên tử chứ danh người Đan Mạch, đã lấy Thái Cực Đồ làm biểu tượng cho tư tưởng của ông về nguyên lý bổ sung, rằng trái ngược không phải là mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau. Nguyên lý này đã cứu vãn vật lý lượng tử vượt qua cuộc khủng hoảng nghịch lý sóng hạt đầu thế kỷ 20. Và trong câu chuyện về siêu hình học, chúng ta có thể nói thế giới vật lý và thế giới siêu hình không mâu thuẫn với nhau mà bổ sung cho nhau. Nhìn vào mô hình trên, phần dương ký hiệu bởi E, giới hạn bởi đường Elip, phần âm ký hiệu bởi H, giới hạn bởi các đường Hyperbolic liên hợp với Ellipse. Cụ thể, mô hình E, H được xác định bởi các miền giới hạn bởi các đường cong có phương trình sau đây. Trong đó, hai phương trình mô tả cùng một ellipse. Phương trình thứ nhất mô tả ellipse trong hệ tọa độ O, X, Y. Phương trình thứ hai mô tả ellipse trong hệ O, X, Y. Hai hệ có thể biến đổi lẫn nhau sao cho hệ này biến thành hệ kia bằng một phép quay và đổi chiều trục sao cho Y thành X và X thành chữ Y, phép hoán đổi vị vai trò của biến và hàng. Trong mỗi hệ tọa độ đó, ellipse có một hyperbolic liên hợp tương xứng. Vậy nếu bỏ qua cái vỏ toán học để nhìn về vấn đề dưới con mắt vật lý, thì mỗi ellipse thì sẽ có hai hyperbolic liên hợp với nó và chúng sẽ xác định các phần dương và phần âm của vũ trụ. Trong mô hình trên, không gian E là phần dương, không gian elliptic hoặc phần vũ trụ hoặc vũ trụ Einstein, tức vũ trụ chứa tất cả những thực thể vật lý, bao gồm vật chất có khối lượng năng lượng và có thể cả vật chất tối lẫn năng lượng tối. Những thực thể này tuân thủ các định luật vật lý của vật lý học. Dưới tác dụng của luật hấp dẫn, không gian này bị lồi có độ cong dương. Kết luận này thích hợp với không gian cong trong tư tương đối tổng quát của Einstein. Phần H là phần âm, không gian vũ trụ hyperbolic chứa tất cả những thực thể phi vật chất hoặc siêu hình, không tuân thủ các định luật vật lý, bao gồm các hiện tượng siêu hình mà chúng ta có thể chứng kiến hoặc thế giới sau sự sống. Đối với Einstein, không có thế giới sau sự sống. Khi được hỏi liệu ông có tin vào thế giới sau sự sống không, Einstein đã trả lời: không,
Đối với tôi, một cuộc sống là đủ. Nhưng người bạn tri kỷ vong niên của ông là Kurter Gerden lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại rằng nếu thế giới được xây dựng một cách hợp lý và có ý nghĩa thì phải có một thứ như thế giới sau sự sống. Vậy thế giới có được xây dựng một cách hợp lý không? Gerden trả lời, thế giới là hợp lý. Điều này thiết tưởng là hiển nhiên, vì nếu thế giới không hợp lý sẽ không có chúng ta. Từ khẳng định này lập tức suy ra ắt phải có thế giới sau sự sống. Ở đây có thể thấy Gerden thâm thúy hơn Einstein. Mặc dù Einstein cũng nổi tiếng với những tư duy triết học vô cùng sâu sắc, tuy nhiên nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy triết học của Einstein vẫn dừng lại ở thế giới vật chất, không thể hiện những trải nghiệm về thế giới siêu hình. Đến đây có thể nói vũ trụ Hyperbolic là một hiện thực bình đẳng với vũ trụ Elliptic. Tính bình đẳng ấy thể hiện rõ qua phép biến đổi toán học sau đây. Nói cách khác, vũ trụ Hyperbolic và vũ trụ Elliptic thống nhất trong cùng một bản chất. Bản chất đó là vũ trụ nhất thể mà Đông Phương gọi là thái cực hoặc đạo. Mô hình vũ trụ Elliptic Hyperbolic phong phú hơn mô hình vũ trụ Big Bang ở hai điểm căn bản. Một, nó thâu tóm cả vật chất lẫn phi vật chất, cả thế giới hữu hình lẫn siêu hình. 2. Nó thể hiện rõ tính thống nhất và cân bằng âm dương, điều kiện thiết yếu của sự tồn tại và phát triển. Cái điểm tích cực không hoàn toàn trừu tượng mà có thể nhìn thấy, sở thấy qua hình ảnh những sinh vật sinh sản vô tính, con giun, con sán, có thể sinh sôi nảy nở bằng cách tự phân chia thay vì kết hợp hai giống đực và giống cái. Điều đó có nghĩa là những sinh vật này đã chứa đựng trong bản thể của nó cả âm lẫn dương. Vì thế, những sinh vật này có thể xem như những thái cực thu nhỏ. Mô hình vũ trụ Elliptic Hyperbolic cũng có thể xem như là một thái cực đồ Tây Phương, từ đó có thể giải thích được nhiều điều mà mô hình thuần túy vật chất không giải thích được. Chẳng hạn, niềm tin của Gerden vào thế giới sau sự sống là hợp lý về logic, trong khi thế giới ấy không thể phát hiện được bằng phương pháp vật lý. Tại sao? Vì thế giới Hyperbolic không tuân thủ các định luật vật lý. Tại sao thế giới này không tuân thủ vật lý? Vì đó là thế giới siêu hình, phi vật lý và vượt quá vật lý. Vậy chúng ta có thể tiếp cận với thế giới Hyperbolic không? Nói chung là không, vì không gian sinh sống của con người là không gian vật lý. Tuy nhiên, có một số người có thể tiếp cận được. Đó là những nhà ngoại cảm hoặc các bậc tu hành siêu thoát, những người có khả năng vượt thoát khỏi không gian vật lý. Những người này có công năng đặc biệt nhờ tu luyện hoặc nhờ Don De Gio, tức là được tạo hóa ban cho một sứ mệnh nào đó mà con người không thể biết được. Trong mô hình EH, khái niệm ảo và thực chỉ mang ý nghĩa tương đối. Một thực thể có ý thức trong không gian Elliptic sẽ coi thế giới Hyperbolic là ảo và ngược lại. Một cách ví von khác, thế giới là một đồng xu hai mặt thực và ảo, chỉ là hai mặt của đồng xu đó. Khi ta tồn tại trong thế giới sống thì thế giới sống là thực và thế giới sau sự sống là ảo. Khi ta trở về với thế giới sau sự sống thì thế giới đó là thực và thế giới sống là ảo. Người Việt có câu sinh ký tử quy, nghĩa là cõi sống chỉ là cõi tạm ký gửi, chết mới về nhà. Niềm tin này hóa ra không phải là hoang đường mà có cơ sở logic. Đó là lý do người Việt có đạo thờ tổ tiên cha mẹ. Thực ra, người Cơ Đốc giáo cũng có niềm tin tương tự. Sự chết là trở về nhà Chúa. Nữ thánh Mary Magdalene của ông nói: hãy nhớ rằng tất cả chúng ta là những lữ khách trên trần gian này mà thôi. Có lẽ những nhà tu hành đắc đạo có khả năng siêu phàm vượt ra khỏi không thời gian của thế giới sống để nhận ra tính hư ảo tạm bợ của thế giới này, nên mới mách bảo cho chúng ta rằng mọi ham muốn vật chất trong thế giới sống chỉ là những ham muốn tạm thời. Khoảng trắng trong mô hình vũ trụ Elliptic và Hyperbolic là một vũ trụ medium hay vũ trụ trung gian, một vũ trụ không e không h hoặc vừa e vừa h, tức là không âm không dương hoặc vừa âm vừa dương. Sự chuyển tiếp từ vũ trụ hữu hình sang vũ trụ siêu hình có thể thông qua các cực đông, tây, nam bắc của ellipse, các tiếp điểm, hoặc có thể thông qua vũ trụ medium.
Những nhà ngoại cảm có thể là những người tồn tại trong vũ trụ Medium, nên họ có thể nhận được thông tin của hai thế giới, thế giới sống và thế giới sau sự sống. Có những người vốn không có khả năng ngoại cảm, nhưng sau những sự cố đặc biệt như thập tử nhất sinh, bỗng nhiên có những khả năng đặc biệt chúng ta không có. Có lẽ sự cố đặc biệt ấy chẳng qua là sự chuyển tiếp từ vũ trụ Elliptic, thế giới sống, sang vũ trụ Medium. Nhưng, cái gì kết nối thế giới vật lý với thế giới siêu hình? Câu trả lời là thông tin. Thông tin điều khiển toàn bộ vũ trụ, cả vũ trụ Elliptic lẫn Hyperbolic. Cái mà chúng ta thường gọi là tương tác trong thế giới siêu hình, hoặc các thực thể siêu hình, thực ra là sự trao đổi thông tin. Vì thế, mọi sự giải thích về vũ trụ, dù là vũ trụ thực hay ảo, đều phải gắn liền với thông tin. Những phép lạ chữa bệnh cho thấy, thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng, nếu không phải quyết định đối với sự sống. Cuộc cách mạng thông tin giữa thế kỷ 20 đến nay, quả thật đã làm thay đổi tận gốc bộ mặt thế giới. Nhưng, thay đổi mang tính chất cách mạng triệt để nhất là thay đổi về nhận thức luận. Thay đổi này buộc khoa học phải thay đổi cách nhận thức thế giới, thừa nhận thế giới không chỉ có vật chất và năng lượng, mà còn có một thực thể phi vật chất là thông tin. Thậm chí, thông tin đó đóng vai trò điều khiển chỉ huy, hướng dẫn để mọi thực thể trong vũ trụ và sự sống. Đặc biệt, kể từ năm 1953, khi khoa học khám phá ra cấu trúc DNA và mã DNA, nhận thức về sự sống đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra, sự sống không đơn giản chỉ là một cỗ máy thuần túy vật chất như Lamarck và Darwin mô tả, mà là một hệ xử lý thông tin như David Baltimore, nhà sinh học đạt giải Nobel về sinh lý học y khoa năm 1975 đã khẳng định. Điều kỳ lạ là cuộc cách mạng thông tin xảy ra gần như cùng một lúc trong các lĩnh vực toán học, vật lý học và sinh học. Tất nhiên, khái niệm thông tin đã ra đời đầu tiên trong toán học và vật lý, rồi mới xâm nhập vào sinh học. Quả thật, nếu khái niệm thông tin không hình thành trước trong toán học và vật lý, thì e rằng các sinh học cũng không dễ gì mà khám phá ra thông tin sinh học. Ngày nay, ai cũng biết DNA là phân tử chứa đựng thông tin di chuyển. Nhưng thông tin của DNA chỉ là thông tin kiểm soát sự hình thành thể xác của sự sống. Con người còn chứa đựng một dạng thông tin khác ở tầng cao hơn, đó là hệ thông tin kiểm soát các hoạt động ý thức, tức là kiểm soát những hoạt động siêu hình của sự sống, kể cả lúc con người đang sống lẫn khi con người đã chuyển qua thế giới Hyperbolic. Vì thế, khái niệm thông tin đóng vai trò cốt lõi để hiểu sự sống, cả phần thể xác lẫn ý thức. Vậy, thông tin là gì? Biểu lộ của thông tin rất đa dạng, khó có một định nghĩa duy nhất. Những định nghĩa sau đây mang tính phổ quát và quan trọng nhất. Thông tin là nội dung của một thông điệp được gửi đi từ một người gửi đến một người nhận. Thí dụ, thư từ, tin nhắn, điện thoại, điện tín, email, văn bia khắc trên các nền đài, bia đá, tường vách, hầm mộ, hang hốc, đơn thuốc do bác sĩ kê cho bệnh nhân. Thông điệp đã được mã hóa trong các trường hợp chữa bệnh siêu hình. Tin tức trên báo chí, nội dung sách vở hay tài liệu, kết quả nghiên cứu, những ghi chép về một đối tượng, một sự thật, một sự kiện, tri thức, sản phẩm trí tuệ, sản phẩm tư tưởng, sản phẩm của ý thức, sản phẩm của nhận thức, hay chương trình computer, chương trình được cài đặt vào các loại máy móc để điều khiển chúng hoạt động, mã DNA, tức chương trình kiến tạo và duy trì sự sống hay thông tin của sự sống, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, luật pháp, luật lệ, nội quy. Thông tin là một dãy, tập hợp hoặc chuỗi. Các ký hiệu được gọi là mã được sắp xếp theo một trình tự xác định nhằm thể hiện một ý nghĩa cụ thể. Thí dụ, Gottlieb là một thông tin được tạo ra từ 9 mã, và các mã được sắp xếp theo một trình tự xác định, thể hiện một tư tưởng xác định với một ngụ ý rõ ràng. Nếu 9 mã đó không nối đuôi nhau theo trình tự xác định có chủ ý mà xuất hiện ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ có 9 bằng 362.880 cây sắp xếp. Khi đó, xác suất xuất hiện thông tin Gottlieb sẽ là 1 trên 362.880, một con số quá nhỏ.
Điều này cho thấy thứ tự các mã đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra thông tin, hoặc thứ tự các mã biểu lộ thông tin, đúng như công thức sau đây do tiến sĩ Vũ Hữu Như đưa lên trong cuốn Tiền đề thứ tự của ông. Một thí dụ khác là các mã vạch trên sản phẩm hàng hóa, tập hợp các mã vạch được sắp xếp thứ tự biểu lộ thông tin của sản phẩm. Điều kinh ngạc là nguyên lý sắp xếp thứ tự cũng được tuân thủ trong sự sống. Cụ thể, các axit amin của sự sống được kết nối với nhau theo một trình tự xác định để tạo thành chuỗi peptide. Các chuỗi này tạo thành protein. Nếu trình tự này bị sai, protein sẽ vô dụng, sinh vật sẽ mắc bệnh hoặc chết. Các nucleotide cũng được sắp xếp theo một thứ tự xác định trong gen. Thứ tự này thể hiện rõ bản chất đã được thiết kế của sự sống. Nói cách khác, sự sống đã được lập trình, và chương trình kiến tạo sự sống giống như những chương trình computer, bao gồm các chỉ thị, hướng dẫn đối với các phần tử, sao cho chúng kết hợp với nhau đúng theo thiết kế của sự sống. Nếu ví sự sống như những chiếc computer sinh học, thì mã DNA chính là hệ điều hành. Tất nhiên, mã DNA vượt quá xa so với các chương trình computer do con người viết ra, vượt xa đến mức con người không thể viết ra một chương trình như thế. Nói cách khác, tác giả của mã DNA có trí tuệ siêu đẳng so với con người, siêu đẳng đến nỗi con người nhận ra mình quá nhỏ và tầm thường so với tác giả của sự sống. Thông tin của sự sống. Tuy nhiên, mã DNA chỉ kiểm soát các quá trình vật chất chứ không kiểm soát ý thức. Đó là lý do người Việt nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cùng một hệ di truyền, nhưng hai anh em có thể khác xa nhau về trí tuệ, tính cách, phẩm chất tinh thần và ý thức. Ý thức phức tạp hơn rất nhiều so với bất kỳ một cỗ máy vật chất nào. Cho đến hôm nay, khoa học chưa hề có bất cứ một lý thuyết nào để giải thích nguồn gốc hoặc bản chất của ý thức. Nếu định lý Gödel chỉ ra rằng trong mọi hệ logic luôn luôn tồn tại những bài toán bất khả quyết định, thì câu hỏi về bản chất của ý thức chính là một bài toán bất khả quyết định điển hình. Tuy nhiên, những nghiên cứu về ý thức theo hướng suy diễn logic có thể dẫn tới giả thuyết cho rằng ý thức liên quan với một hệ điều hành cao cấp gấp bội so với mã DNA. Chúng ta sẽ thảo luận thêm vấn đề này ở các mục tiếp theo. Còn bây giờ, có thể khẳng định rằng sự sống là một hệ xử lý thông tin cao cấp. Nó vượt xa những hệ thông tin do con người tạo ra. Và hệ thông tin của sự sống gồm ít nhất hai tầng. Tầng mã DNA kiểm soát quá trình vật chất, và tầng cao hơn kiểm soát các quá trình ý thức. Nghĩa là dấu thế nào thì sự sống cũng gắn chặt với những hệ thông tin xử lý và kiểm soát các hoạt động sống, bao gồm hoạt động thể chất và hoạt động có ý thức. Từ đó lập tức suy ra rằng, chừng nào con người có thể hiểu rõ các khái niệm và nguyên lý của thông tin, thì chừng ấy mới có cơ hội hiểu được sự sống là gì. Cụ thể hiện nay, một trong những bài toán quan trọng nhất của khoa học về sự sống là giải thích trình tự trong các bộ gen. Và thông qua trình tự ấy mà đọc được những thông tin của sự sống, bản thông điệp mà tác giả của sự sống gửi tới cho chúng ta. Đó là công việc giải mã thông tin của sự sống. Nhà di truyền học Francis Collins, nguyên giám đốc dự án bản đồ gen người, hiện là giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, đã không ngần ngại gọi mã DNA là ngôn ngữ của Chúa. Khiêm tốn hơn, chúng ta có thể gọi DNA là cuốn sách chứa đựng thông tin của sự sống. Lịch sử khám phá dọc cuốn sách này là một trong những trang hay nhất của lịch sử khoa học mọi thời đại, nếu không muốn nói là trang hay nhất. Trong lịch sử ấy nổi bật lên những trang sử không thể đọc quên sau đây. Năm 1865, Gregor Mendel công bố các định luật di truyền tiên đoán sự tồn tại của các đơn vị di truyền rời rạc là elemente, sau này được gọi là gen. Năm 1915, Thomas Morgan khám phá ra sự sắp xếp các tuyến tính của các gen dọc theo các nhiễm sắc thể. Năm 1953, Francis Crick và James Watson khám phá ra cấu trúc DNA. Năm 1966, Hartley, Khurana, Nissenberg lần đầu tiên thành công trong việc giải mã gen. Năm 2000, dự án bản đồ gen người về cơ bản hoàn thành. Từ đó đến nay, khoa học di truyền đã có những bước tiến khổng lồ. Nhưng
những hiểu biết về những hiện tượng siêu hình của sự sống vẫn hầu như đứng nguyên tại chỗ. Nhiều hiện tượng siêu hình tiếp tục xuất hiện, nhưng lý thuyết để giải thích những hiện tượng ấy hầu như dậm chân tại chỗ. Vậy đã đến lúc cần nhận ra rằng khoa học vật chất không thể giải quyết được những bài toán siêu hình. Chỉ có một lý thuyết liên quan chặt chẽ với các hiện tượng siêu hình mới có khả năng mô tả các hiện tượng siêu hình. Đó là lý thuyết thông tin. Chúng ta đã biết thông tin là gì. Vậy bây giờ cần phải biết bản chất của thông tin và những định luật khoa học chi phối thông tin. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu. Thông tin là một thực thể phi vật chất. Một thực thể phi vật chất phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau đây. Đó là không thỏa mãn các định luật vật chất, không có khối lượng tức mà bằng không, không tương tác với vật chất, không bắt nguồn từ vật chất. Cùng một thông tin có thể chứa đựng trong nhiều dạng vật chất khác nhau, nhưng thông tin không thay đổi. Thí dụ, cùng một thông tin có thể được chứa đựng trong một cuốn sách, một ổ cứng, một USB, sóng âm thanh, sóng điện tử, bộ não hay hình ảnh. Dễ dàng chứng minh thông tin là một thực thể thỏa mãn tất cả các điều kiện phi vật chất nói trên. Hạt, photon hay là ánh sáng, tuy có khối lượng bằng zero, nhưng nó bắt nguồn từ vật chất, chẳng hạn từ những vụ nổ hạt nhân trên mặt trời. Norbert Wiener, cha đẻ của điều kiện học, khẳng định tính phi vật chất của thông tin trong tuyên bố sau đây. Thông tin là thông tin, nó không phải vật chất, cũng không phải năng lượng. Vì thông tin không bao giờ nảy sinh từ bản thân vật chất. Đó là kết luận của Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về nguồn gốc sự sống từ ngày 10 đến 15 tháng 7 năm 1983 ở Mainz, Cộng hòa Liên bang Đức. Sự thật này đã được ghi rõ trong cuốn Khởi đầu đã có thông tin của Wendergit. Kết luận này trực tiếp bác bỏ thuyết tiến hóa hóa học, giả thuyết cho rằng thông tin của sự sống nảy sinh từ những phản ứng hóa học có độ phức tạp cao. Giải thưởng Evolution 2.0 trị giá 10 triệu USD do Perry Mason ở Mỹ thành lập đã sẵn sàng cho bất kỳ ai chứng minh được rằng một cơ thể vật chất nào đó có thể tạo ra mã DNA. Vâng, các nhà tiến hóa im lặng trước giải thưởng này. Có lẽ họ cũng đang ngầm biết rằng tham vọng chứng minh thông tin bắt nguồn từ vật chất là một đại ảo tưởng. Vậy điều kiện cần vật đủ để tập hợp một ký hiệu trở thành một thông tin thực sự, một ngôn ngữ cao cấp. Tức là có mã. Tín hiệu của động vật không tạo ra các mã. Để tạo ra các mã, ắt phải có ý thức, trí tuệ thông minh. Có cú pháp hay ngữ pháp, các mã phải được kết nối theo một trình tự xác định để tạo thành từ. Các từ phải được kết nối theo một trình tự xác định để tạo thành câu. Điều này càng đòi hỏi phải có ý thức hay trí tuệ thông minh. Có ý nghĩa. Một tập hợp ký hiệu vô nghĩa được coi là không có thông tin. Ý nghĩa là giá trị cơ bản của thông tin. Có khả năng hướng dẫn, điều khiển, tác động đến đối tượng nhận thông tin. Các hệ điều hành computer và mã DNA là những thông tin đóng vai trò điều khiển rõ ràng nhất. Có mục đích, chủ ý. Mọi thông tin thực sự đều có mục đích. Thí dụ, Windows 10 để điều hành computer, Microsoft Word để soạn văn bản, mã DNA để điều hành sự kiến tạo và duy trì sự sống. Thông tin của sự sống, mã DNA, thỏa mãn tất cả các điều kiện của một thông tin thực sự hoặc một ngôn ngữ cao cấp. Hơn nữa, mã DNA còn là một hệ thông tin tối ưu mà loài người được biết. Một trong những điểm vượt trội của mã DNA so với những chương trình do con người viết ra là ở chỗ nó có thể tự sửa chữa. Khả năng một chương trình tự sửa chữa là một ước mơ của con người mà có thể sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Mọi thông tin đều bắt nguồn từ một trí tuệ thông minh. Hiện nay, loài người chỉ biết ba dạng thông tin cao cấp. Ngôn ngữ của con người. Thông tin nhân tạo, tức thông tin do con người viết ra. Thông tin tự nhiên, mã DNA do ai viết ra. Các nhà tiến hóa nói rằng mã DNA nảy sinh từ những phản ứng hóa học siêu phức tạp. Nhưng đó chỉ là những giấc mơ của các nhà tiến hóa chứ không phải hiện thực. Chủ nghĩa tự nhiên cũng từng lập luận rằng vũ trụ và sự sống ra đời từ sự ngẫu nhiên. Thật vậy, nhà sinh học Jacques Monod
đạt giải Nobel về sinh lý học y khoa năm 1965 từng tuyên bố rằng xét cho cùng, mọi thứ bắt nguồn từ sự hình thành ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là nguồn gốc của mọi thứ. Thiết tưởng ý kiến này có thể làm trò cười cho các em bé. Trong khi đó, Francis Cortin, nguyên giám đốc dự án bản đồ gen người, hiện là giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, gọi mã DNA là ngôn ngữ của Chúa. Anthony Perdue, nhà triết học vô thần nổi tiếng, vốn được coi là nhà biện hộ về mặt triết học của thuyết tiến hóa, rốt cuộc đã thừa nhận mã DNA là bằng chứng của Chúa. Wendell Gick, tiến sĩ về khoa học thông tin, nguyên giám đốc Viện Vật lý và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức, trong cuốn sách rất hay về khoa học thông tin của ông, nhận định: khởi đầu đã có thông tin, đã phát biểu các định luật khoa học về thông tin sau đây. Một thực thể vật chất không thể sản sinh ra một thực thể phi vật chất. Thông tin là một thực thể phi vật chất đóng vai trò nền tảng. Thông tin chỉ có thể được tạo ra bởi một người gửi có trí tuệ thông minh. Không có thông tin mới nào xuất hiện mà không có một người gửi có trí tuệ thông minh. Một chuỗi mắt xích chuyển ra thông tin đều có thể truy ngược về một người gửi có trí tuệ thông minh. Với những hiểu biết về thông tin nói trên, có thể xây dựng một hệ tiên đề về thông tin làm cơ sở cho siêu hình học khoa học. Hệ tiên đề về thông tin, nền tảng của siêu hình học khoa học. Như bản đại sư Pascal và Quadrature Garden đã chỉ rõ, không có một quy trình kỹ thuật nào để thiết lập nên các tiền đề. Chỉ có một phương tiện duy nhất là kinh nghiệm và trực giác. Tuy nhiên, kinh nghiệm và trực giác sẽ trở nên sắc bén hơn khi con người tích lũy được một vốn hiểu biết phong phú và sâu sắc hơn. Vậy, dựa trên những hiểu biết về khoa học thông tin và lý thuyết tiền đề, chúng ta có thể nêu lên những tiền đề sau đây. Tiền đề 1. Tồn tại một trung tâm thông tin trong vũ trụ như một hệ điều hành của vũ trụ và sự sống. Đây là tiền đề quan trọng nhất rút ra từ chính khoa học. Chính khoa học cung cấp nhiều thông tin quý báu gợi cho chúng ta thấy ắt phải có hệ điều hành của vũ trụ và sự sống. Thật vậy, lý thuyết Big Bang chỉ ra rằng vũ trụ có một khởi đầu và có một lịch sử phát triển hợp lý để cuối cùng tạo ra những thực thể cao cấp nhất như con người. Quá trình này không thể là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà là một quá trình đã được thiết kế, được điều hành bởi một chương trình vĩ đại. Nếu tồn tại một hệ điều hành sự sống như mã DNA, thì ắt cũng phải tồn tại một hệ điều hành của vũ trụ. Bằng chứng là vũ trụ không phát triển hỗn loạn, mà phát triển một cách có trật tự để tồn tại và làm nảy sinh sự sống, bao gồm con người. Tư tưởng này đã được coi là nguyên lý vị nhân. Trong cuốn Lịch sử Thời gian, Stephen Hawking thể hiện quan điểm ủng hộ nguyên lý vị nhân một cách mạnh mẽ, rõ ràng và thuyết phục. Có những người phản đối lý thuyết Big Bang, nhưng không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục. Lý thuyết Big Bang có những điểm mạnh để khó có thể bác bỏ. Thứ nhất, nó là con đẻ về mặt toán học của thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein. Cho đến nay, mặc dù 96 năm đã trôi qua kể từ ngày George Lemaître nêu lên giả thuyết nguyên tử nguyên thủy, tức lý thuyết Big Bang, không ai có thể chỉ ra một điểm sai nào trong suy diễn logic toán học của Lemaître. Thậm chí, trong nửa sau thế kỷ 20, hai nhà vật lý lý thuyết bậc nhất là Stephen Hawking và Penrod cũng đồng thời chứng minh bằng toán học một lần nữa rằng vũ trụ ắt phải có khởi đầu, vũ trụ không thể tránh được một khởi đầu. Định luật 2 của nhiệt động lực học cũng ủng hộ lý thuyết Big Bang rằng nếu vũ trụ không có khởi đầu, tức là hằng hữu như Aristotle quan niệm, và như tất cả các nhà khoa học quan niệm, kể cả chính Einstein, thì theo định luật 2, vũ trụ đã bị tan loãng từ lâu. Lý thuyết Big Bang cũng được nhiều bằng chứng thực nghiệm ủng hộ. Thí dụ, bằng chứng vũ trụ giãn nở do Hubble khám phá năm 1929, hoặc bằng chứng tiếng ồn vi sóng tàn dư của Big Bang do Arno Penrath và Robert Wilson phát hiện năm 1964. Mã DNA là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự sống ắt phải có hệ điều hành, và do đó ắt phải có trung tâm thông tin của vũ trụ để thực hiện sự điều hành này. Định lý Gordon cũng chỉ ra rằng nếu vũ trụ là một hệ logic, nó ắt phải dựa vào một nguyên nhân nằm bên ngoài vũ trụ.
Nguyên nhân ấy chính là trung tâm thông tin của vũ trụ, đóng vai trò điều hành vũ trụ. Vậy câu hỏi đặt ra là vũ trụ có phải là một hệ logic không? Câu trả lời hiển nhiên là có. Các định luật vật lý là bằng chứng cho thấy vũ trụ là một hệ logic. Nếu vũ trụ không hợp lý, sẽ không có chúng ta. Kết luận, định lý của Dell không phải là một chứng minh cho sự tồn tại của trung tâm thông tin sáng tạo ra vũ trụ, nhưng nó cho thấy sự cần thiết phải có một trung tâm sáng tạo như thế. Nó đóng vai trò nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ hoặc tiền đề của vũ trụ. Nikola Tesla, nhà phát minh lỗi lạc nhất của thế kỷ 20, tuyên bố: bộ não của tôi chỉ là một máy thu. Trong vũ trụ có một lõi mà từ đó chúng ta có được kiến thức, sức mạnh và cảm hứng. Tôi chưa thâm nhập vào những bí mật của lõi này, nhưng tôi biết rằng nó tồn tại. Đó là một trực giác phi thường. Cái lõi của vũ trụ mà Tesla nói chính là trung tâm thông tin của vũ trụ. Tuyên bố của Tesla chính là một cách phát biểu khác của tiền đề 1. Và thật thú vị, tuyên bố ấy chứa đựng tiền đề 2 sau đây. Tiền đề 2: bộ não của con người là một cỗ máy tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin. Giống như computer, bộ não là phần cứng. Thông tin được lưu trữ và xử lý trong bộ não là phần mềm. Tuy nhiên, bộ não cao cấp gấp bội so với computer, đúng như Gödel đã nói. Bộ não là một chiếc máy tính được kết nối với một linh hồn. Câu nói này của Gödel cho thấy bộ não là một cỗ máy siêu việt, vừa là cỗ máy vật lý, hóa học, vừa chứa đựng những thực thể siêu hình, bao gồm thông tin và ý thức. Câu nói này tự động bác bỏ thuyết tiến hóa Darwin, vì học thuyết này chỉ quan tâm tới cái vỏ vật chất của sự sống mà không hiểu gì về những hoạt động siêu hình của sự sống. Chính Darwin đã thú nhận điều này ngay trong phần mở đầu chương 7, Bản năng, của cuốn sách Để đời của ông về nguồn gốc các loài xuất bản lần đầu tiên năm 1859 rằng: tôi phải nói ngay từ đầu rằng tôi chẳng có gì để nói về nguồn gốc của những năng lực tinh thần nguyên thủy, cũng như chẳng có gì để nói về nguồn gốc của chính sự sống. Qua đó có thể thấy, việc khám phá ra thông tin của sự sống là một đột phá cách mạng. Tuy nhiên, như đã nói ở những phần trước, con người không chỉ có một hệ thông tin là mã DNA, mà còn có một hệ thông tin khác điều hành ý thức, một thực thể siêu hình vô cùng cao cấp. Ý thức là một bí mật tuyệt đối với khoa học, như bài báo của John Hogan trên tạp chí Scientific American ngày 18 tháng 8 năm 2016 đã dẫn ở trên. Vậy làm thế nào để khám phá ra những bí mật siêu hình học của bộ não bằng khoa học vật chất? Chỉ có thể khám phá sự thật của những tương tác trong thế giới ý thức thông qua con đường logic suy diễn dựa trên một hệ tiền đề. Đó là con đường mà Gödel đã vạch ra. Thật vậy, nhiều người hy vọng khoa học thần kinh hoặc vật lý lượng tử có thể khám phá ra bản chất của ý thức, thì tôi nằm trong số những người không tin vào điều đó. Tôi cho rằng con đường tiên điều hóa những sự thật siêu hình mà chúng ta chứng kiến là con đường hữu ích nhất. Nếu thừa nhận tiên đề 1 và tiên đề 2, lập tức chúng ta có thể giải thích được hiện tượng chữa bệnh siêu hình. Thật vậy, khi một người mắc bệnh, có thể có nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân hoàn toàn thuộc về vật chất, không liên quan đến hệ thông tin của con người. Thí dụ, một người bị virus tấn công, nếu y khoa đã có vaccine chủng ngừa loại virus này thì người bệnh sẽ được chữa lành nếu đã được trích ngừa. Nhưng có những nguyên nhân liên quan đến hệ thông tin của con người, hoặc hệ thông tin điều khiển sự sống thể xác, hoặc hệ thông tin điều khiển sự sống ý thức, làm cho những hệ thông tin này rối loạn. Khi đó, con người sẽ mắc bệnh và y khoa sẽ bất lực. Ngược lại, những nhà chữa bệnh bằng phương pháp siêu hình lại có khả năng chữa lành được bệnh nhân. Tại sao? Theo tiền đề 2, nhà chữa bệnh nhận được những thông tin từ vũ trụ có khả năng chữa lành cho bệnh nhân. Nhà chữa bệnh truyền giao những thông tin đó cho bệnh nhân, tác động tới bệnh nhân bằng thông tin, giúp bệnh nhân điều chỉnh hệ thông tin của mình trở về trạng thái cân bằng. Cả hệ thông tin điều khiển sự sống thể xác lẫn hệ thông tin điều khiển sự sống ý thức hay siêu hình. Đó là lý do tại sao ông Bruno Gröning khuyên bệnh nhân phải tin và kết nối với thượng đế, đấng chữa lành cho tất cả các bệnh tật, cả bệnh tật thể xác lẫn bệnh tật tinh thần. Khi một người tin vào thượng đế hoặc tin vào nhà chữa bệnh, đó là lúc thông tin được tương tác hai chiều, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Sự điều chỉnh hệ thông tin trở về đúng bản chất thiết kế chính là liều thuốc chữa lành.
Tin đẹp à? Các bộ não khác nhau có khả năng tiếp thu và xử lý thông tin khác nhau, đặc biệt là những thông tin thuộc về tầng ý thức. Điều này thiết tưởng là hiển nhiên, tương tự như một chiếc computer chạy nhanh hơn, chậm hơn, hoặc một computer chứa đựng những chương trình hữu ích hơn, rác rưởi hơn. Những nhà ngoại cảm là những người chữa bệnh có khả năng đặc biệt như phép lạ, là những người có khả năng nhận được những thông tin đặc biệt từ trung tâm thông tin vũ trụ mà người khác không thể nhận được. Ông Bruno Corning hay cụ Nguyễn Đức Cẩn là những thí dụ điển hình. Khả năng đặc biệt không phải là một hằng số, mà là một hàm số biến thiên theo thời gian, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như yếu tố tuổi tác, yếu tố đạo đức, yếu tố tu luyện. Các nhà ngoại cảm biết rất rõ điều này hơn ai khác. Tiền đề 4. Tồn tại một hệ điều hành các hoạt động ý thức. Hệ điều hành này có bậc tự do cao để con người có quyền lựa chọn. Đó là cái mà người Tây Phương gọi là tự do ý chí. Sự sống thể xác hình thành theo hệ thông tin di truyền là mã DNA. Nhưng sự sống ý thức siêu hình được điều hành thông qua mối quan hệ tương tác giữa cá thể với một trung tâm thông tin của vũ trụ. Sự sống không hình thành theo kiểu tiến hóa của Darwin, mà ra đời cùng một lúc như một phép lạ, theo thiết kế đã được thiết kế sẵn bởi trung tâm thông tin vũ trụ, đó là DNA của mỗi loài. Hóa thành chính mình không có tiến hóa như Darwin nói. Tài liệu về sự thật này có rất nhiều. Đáng tiếc là các nhà tiến hóa tảng lờ sự thật này. Và rất nhiều người không cần biết sự thật này nhưng vẫn lớn tiếng bênh vực thuyết tiến hóa. Trong số rất nhiều tài liệu sự vắng bóng hóa thạch của loài chuyển tiếp, nổi tiếng nhất là hai cuốn sách sau đây của cùng một tác giả. Hóa thạch nói không với thuyết tiến hóa. Hóa thạch vẫn nói không với thuyết tiến hóa. Vụ nổ Cambri chứng minh hầu hết các loài đã ra đời gần như cùng một lúc trong kỷ Cambri, cách chúng ta khoảng 500 triệu năm. Công trình nghiên cứu về DNA tinh thể, tại sao tinh thể sẽ xác định loài, của hai nhà sinh học tiến hóa là Mark Stoker thuộc Đại học Rockefeller ở New York và David Thaler tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ, công bố trên tạp chí Sự Tiến Hóa của Con Người năm 2018, đã gây ra một chấn động lớn trong thế giới khoa học như một tiếng chuông báo tử đối với thuyết tiến hóa, vì kết quả cho thấy hầu hết các loài ra đời cùng một lúc, bao gồm cả con người. Con người khác hẳn với các loài động thực vật khác nhau ở chỗ. Nó có hoạt động ý thức, được điều hành bởi trung tâm thông tin trong vũ trụ. Nói cách khác, con người có sự sống siêu hình mà các loài động thực vật khác không có. Đây là yếu tố đặc trưng của con người, chứng minh rằng con người là một sản phẩm được sáng tạo đặc biệt, không phải do tiến hóa như Darwin nói hoặc như lý thuyết nhân chủng học nói. Tiền đề 5. Trong thế giới sự sống, chỉ có con người mới có khả năng sáng tạo thông tin các loài động thực vật khác không có. Thực tế cho thấy, chỉ có 3 dạng thông tin thực sự ngôn ngữ cao cấp, đó là ngôn ngữ của con người, thí dụ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hán, v.v. Ngôn ngữ nhân tạo, thí dụ chương trình computer, các thông tin do con người tạo ra. Ngôn ngữ của Chúa, tức mã DNA như Francis Collins đã nói. Theo định lý Gödel, không thể có một hệ tiền đề đầy đủ, nhưng hệ 5 tiền đề nói trên là cần thiết để giải thích những hiện tượng siêu hình đã biết. Tác giả: Giáo sư Phạm Việt Hưng. Nguồn bài viết: Việt Hưng Phạm.com. Người thực hiện: Kiên Nguyện.